Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ ba thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chương 4 từ câu 14 đến câu 21. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày nghỉ lễ người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Suy niệm: Hôm nay trong hội đường ở Nazareth, giữa đồng bào đồng hương của ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố ngài đến để thực hiện những lời tiên tri Isaiah mà họ vừa nghe ngài đọc. Ngài có sứ mạng đem ơn cứu độ đến cho những người nghèo đói, bệnh tật, kẻ bị tù đầy, bị áp bức qua lời giảng dạy và những phép lạ ngài làm. Nói như thế có nghĩa là Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến công bố năm hồng ân cho những người nghèo khổ. Ngài quan tâm đến những khổ đau của những con người đau khổ. Ngài lấy việc giải thoát họ làm sứ mạng của mình và ơn cứu độ. Trước mắt ngài là tái lập trật tự trong xã hội con người và trong thế giới. Nơi đó công lý, yêu thương và hòa bình phải ngự trị. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng của ngài cho giáo hội, và giáo hội luôn ý thức về sứ mạng của mình trong thế giới. Qua suốt chiều dài lịch sử, giáo hội luôn nỗ lực thực hiện sứ mạng của Chúa Kitô là đem tin mừng cho người nghèo khó. Chính giáo hội đã khai sinh ra các bệnh viện, các trường học, các cô nhi viện, các trại cùi, trại tế bần, nhà dưỡng lão, những công việc từ thiện, bác ái, xã hội, văn hóa. Giáo hội đã làm, ngày nay vẫn còn giá trị. Và hôm nay, sứ mạng của giáo hội có lẽ còn khẩn trương hơn nữa, vì sứ mạng rao giảng tin mừng cứu độ ngày nay phải bao gồm cả những vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách nhất liên quan đến công lý, giải thoát, phát triển và hòa bình. Còn biết bao nhiêu người nghèo đói khốn cùng chung quanh chúng ta. Đến bao giờ chúng ta mới có thể nói được như Chúa Giêsu: Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh anh chị em vừa nghe. Mọi người hãy tiếp nối công việc của Chúa Kitô chung quanh mình bằng cách chia sẻ niềm vui và ánh sáng, nâng đỡ người đau khổ thể xác và tinh thần, tẩy trừ sợ hãi, giải thoát người dốt nát, soi dịu các oán hờn, an ủi kẻ cô đơn, biểu lộ sự hiện diện tích cực của Chúa bằng hoạt động của mình.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn ý thức mình là Kitô hữu, và xin cho chúng con hiểu rằng làm Kitô hữu có nghĩa là sống trọn vẹn ơn gọi làm người bằng một cuộc sống quảng đại, yêu thương và đầy tình thương.